Nếu nói nghiệp từ thân khẩu mà ra, vậy thì theo vi diệu pháp tiến trình 17 sát na tâm kia phải giải thích như thế nào? Nghiệp được hình thành ở 7 tốc hành tâm, chứ thân và khẩu làm gì có tâm. Thân và khẩu chỉ là công cụ của ý đưa ra hành động, phụ thuộc vào ý, ý nó sai bảo mới làm. Thì tại sao nói nghiệp từ thân khẩu, tất cả nghiệp do ý mà ra? Thế thì các tâm trong nhóm tham sân si kia phải thông qua ý trước mới đến thân khẩu, vậy nghiệp được hình thành ở đâu? Khi trước và trước là tham sân si, sau mới thân khẩu ý. Nếu như vậy thì nghiệp đã tạo được trước khi thân khẩu đưa ra hành động tạo tác, vậy thân khẩu đó còn được tính là nghiệp nữa hay không? Sư nói thì có lẽ quý vị giận, mà giận thì cũng đành chịu thôi. Đó là cái việc học vi diệu pháp của quý vị, học không tới nơi tới chốn. Mà khi chúng ta học mà nó chưa tới nơi tới chốn thì nó đẻ ra nhiều cái câu hỏi mà nó trông thì nó có vẻ là nó hay đó, nhưng mà thực tế thì nó như thế này nè. Sẽ lấy ví dụ như khi mà người ta nói đó, nhà thằng Tèo mới mua mua một cái xe hơi. Sư nói chính xác à, người ta nói nhà thằng Tèo mới mua một cái xe hơi. Thì có người đó họ bắt bẻ câu chữ, họ nói như thế này: nhà thằng Tèo nó chỉ là một cái nhà thì làm sao nó có chân mà nó đi đâu mà nó mua, và cái nhà nó thì nó làm gì có chuyện mà nó giao dịch để mà nó mua được một cái xe hơi, bởi vì nó là một căn nhà, làm gì có chuyện mà nhà thằng Tèo mua được cái xe hơi, chuyện nó vớ vẩn. Chúng ta không thể nào giải thích như vậy được. Khi nói nhà thằng Tèo thì chúng ta phải hiểu là cái người trong nhà thằng Tèo đó mua chiếc xe hơi, và chiếc xe hơi đó hiện đang đậu ở cái nhà của thằng Tèo. Chứ bản thân cái nhà đó nó đúng là nó ở yên một chỗ, nhưng mà cái người mua là người trong nhà thằng Tèo, và chúng ta gọi tắt gọi nó là nhà thằng Tèo. Ngoài ra đó, chúng ta còn có thêm một thông tin nữa, đó là thằng Tèo là một cái thằng nhóc mới có 10 tuổi thì nó làm gì có tiền nó mua xe hơi, mà mẹ của thằng Tèo là nội trợ trong gia đình, có nghĩa là ngày thường chỉ đi ra chợ, về nhà nấu cơm, giặt quần áo, rồi dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng thì đi spa này nọ, đi chơi, chứ bà không có đi làm thì bà cũng không có làm ra tiền. Như vậy nói nhà thằng Tèo mua chiếc xe hơi thì nó phải chỉ đến ba thằng Tèo là cái người kinh tế chính trong gia đình. Mặc dù khi nói ban đầu á, nhà thằng Tèo mới mua chiếc xe hơi nó không dính dáng gì tới ba thằng Tèo hết, nhưng khi người ta nói như vậy thì tự nhiên người ta phải liên tưởng tới ba thằng Tèo có tiền mua chiếc xe hơi ha. Cũng như vậy khi nói về tâm á, đồng ý tâm nó là cái anh quyết định ra nghiệp. Như Đức Phật nói: này các tỳ kheo, ta nói tác ý chính là nghiệp. Nhưng mà trong cái gọi là cái Kammapala đó, theo cái nghĩa đen á, gọi là tiến trình của hành động, mà thường được sử dụng chung có nghĩa là tất cả các hành động và có chủ ý thì đó được gọi là nghiệp. Và khi nói như vậy đó, mặc dù nó là các cái hành động như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không nhắc gì tới tâm tham sân si ở trong đó hết. Chúng ta phải hiểu là nó có cái nhân ở trong đó để nó tạo ra nghiệp. Mặc dù đúng như sư nói hồi nãy, nhà thằng Tèo mua cái xe hơi không nói gì tới ba thằng Tèo hết. Cũng vậy, khi chúng ta nói tới cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không nói gì tới tâm ở trong đó hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó có cái sự tham gia của cái chủ ý, của cái chetana đó, của cái tâm ở trong đó, thì mới đưa đến cái chuyện người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Và nói về tâm á,
nó gồm có cái tâm và các cái thành phần cấu tạo của tâm. Đấy, các thành phần cấu tạo thì nó có rất là nhiều thành phần trong đó. Để mà cái được gọi là tâm tham thì nó phải có sở hữu tham ở trong đó. Để được gọi là tâm sân phải có sở hữu sân ở trong đó. Mà khi quý vị đặt câu hỏi vi diệu pháp này thì sư nghĩ là quý vị đã học bài rồi. Sư chỉ nhắc bài sơ cho quý vị thôi. Bản thân cái sở hữu tâm nó chỉ là một thành phần trong đó thôi, và chính cái thành phần đó nó sẽ quyết định cái tâm đó là tâm gì. Và chính cái tâm đó nó sẽ làm cái nhân cho cái hành động. Có nghĩa là anh sát sanh dựa trên nền tảng là do tâm sân tác động, thì chính điều đó tạo ra nghiệp. Và quý vị nghĩ là một cái sát na nó nhanh bao lâu? Nó rất là nhanh, trong một cái búng ngón tay đó là đã có vô số sát na xuất hiện rồi. Còn ai rảnh rỗi mà mở mở bài học ra chia sẻ là trong một cái búng ngón tay là cụ thể có bao nhiêu sát na thì sư chịu thua rồi, quý vị tự quý vị mở ra quý vị coi. Đấy, mà quý vị thấy là một tâm xuất hiện nó chỉ có vài sát na thôi là nó xong rồi, có nghĩa là trong một cái búng ngón tay vô số tâm sanh diệt. Thành ra trong một cái hành động mà sát sanh á là vô số tâm sân sanh khởi, vô số tâm sân sanh khởi làm nền tảng, làm nhân để tác động ra thân, tạo nên cái nghiệp sát sanh. Thành ra đó, nếu mà nói theo vi diệu pháp thì không có một nghiệp sát sanh, mà nó có vô số những cái nghiệp sát sanh nó gom lại thành một cái chùm. Đấy, thành ra chúng ta phải hiểu là khi mà nói là nhà thằng Tèo mới mua chiếc xe thì không phải là nhà thằng Tèo, khi khi đó cái nhà thằng Tèo không phải là nhà thằng Tèo mà nó là nhà thằng Tèo, có nghĩa là nó không phải là căn nhà của thằng Tèo, mà cái ông ba của thằng Tèo đó mua chiếc xe. Cũng vậy, khi nói về ví dụ như khi nói về sát sanh thì chúng ta phải hiểu là cái thân á, bản thân cái thân đó là nó là công cụ của tâm, tâm cái thằng tâm đó nó mới đưa ra quyết định, nhưng mà cái tâm đó nó thể hiện qua thân sát sanh thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn, nó sẽ nặng hơn là cái nghiệp nó chỉ thể hiện qua trong cái ý, có nghĩa là cái ý chưa đi ra hành động. Khi cái ý chưa đi ra hành động đó thì nó chưa đi đến cái hậu quả. Khi mà nó chưa tạo ra cái hậu quả đó thì nghiệp nó còn nhẹ, mà là khi nó tạo ra hậu quả là nó đi ra tới hành động sát sanh, và khi hành động sát sanh nó thành tựu, hậu quả nó sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên khi nói ở đây đó, khi mà nói thân làm ác thì chúng ta phải hiểu là cái thằng tâm nó nằm ở trong đó rồi, chứ chúng ta không thể nào chia chẻ từ ngữ ra để chúng ta phân tích là thân thân riêng mà tâm riêng đó, không thể chia chẻ kiểu đó được.